Trong 7 chương trình đột phá của nhiệm kỳ mới mà Thành phố Hồ Chí Minh đang phấn đấu triển khai, nâng cao trình độ đào tạo cao đẳng, đại học và đào tạo nghề tiếp tục là nội dung hàng đầu. Vừa triển khai mục tiêu này, vừa đón đầu xu hướng hội nhập và cộng đồng kinh tế ASEAN, các trường nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động cập nhật và ứng dụng các thiết bị tiên tiến trong quá trình đào tạo để trình độ nghề của lao động Việt Nam theo kịp chuẩn nghề ASEAN. Cơ khí chế tạo là một trong những ngành đang phát triển nhanh và có nhu cầu nguồn nhân lực cao, tập trung chủ yếu vào hai nhóm, cơ khí chính xác và xử lý các dạng máy CNC. Đây là hệ thống CNC phục vụ đào tạo, khảo sát hệ thống điện cho máy tiện, lắp đặt kết nối mạch điện, điều khiển tự động cơ trục chính. Việc ứng dụng này đã giúp ích rất lớn cho công tác đào tạo nghề. Đây là cái máy nó mở ra cái cấu trúc để cho học viên rất là dễ dàng để hiểu được cấu trúc máy. Thứ hai là học về tháo lắp toàn diện một cái máy CNC, hiểu về cái bộ điều khiển, hiểu về các cái cân chỉnh độ chính xác cho máy. Nói chung là giúp cho học sinh, sinh viên có thể hiểu được toàn diện, nắm được, làm chủ công nghệ. Thưa quý vị, đây là những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học về việc ứng dụng tự động hóa trong đào tạo nghề đã đạt được những giải thưởng rất cao tại các hội thi tay nghề. Và hiện tại thì ngay ở thời điểm này, những công trình nghiên cứu như thế này đang được ứng dụng một cách rộng rãi dựa trên sự phối hợp giữa ba bên là các nhà khoa học, nhà trường và các doanh nghiệp để làm như thế nào góp phần nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ lao động của Việt Nam khi mà ngưỡng cửa hội nhập vào cộng đồng kinh tế chung của ASEAN đã đến rất gần vào thời điểm cuối năm 2015. Tại hội thảo ứng dụng công nghệ tự động hóa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề do trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng tổ chức vào sáng nay, nhiều công trình nghiên cứu đã được chia sẻ. Đây là những công trình hữu ích cho công tác đào tạo nghề theo tiêu chuẩn cao như thiết kế và điều khiển cánh tay robot, hệ thống điều khiển và giám sát thiết bị SCADA, thiết bị đào tạo hệ thống dây chuyền sản xuất tự động. Ứng dụng công nghệ tự động hóa nhằm nâng cao cái chất lượng đào tạo nghề, làm sao nó phù hợp với các cái doanh nghiệp. Vì mục đích là để nâng cao cái chất lượng đào tạo của học sinh sinh viên, nó đạt theo chuẩn để có hội nhập quốc tế, hội nhập ASEAN. Và cái chất lượng của sinh viên có cái tay nghề kỹ thuật, nó phù hợp với các cái điều kiện của các thiết bị, của các cái doanh nghiệp. Sở Giáo dục cũng đã mời tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung cấp mà đào tạo khối ngành kỹ thuật thành lập một cái hội đồng, gọi là hội đồng các hiệu trưởng các ngành có đào tạo khối ngành kỹ thuật mà do hiệu trưởng Đại học Bách Khoa đang làm chủ tịch. Thì cái hội đồng này cũng đã tiếp cận và đang có nhiều cái hoạt động để gắn kết với các doanh nghiệp để đảm bảo rằng tay nghề của học sinh sinh viên khi ra trường là đáp ứng với những nhu cầu của doanh nghiệp. Theo Tổng cục Dạy nghề, dự kiến vào năm 2020, cả nước sẽ xây dựng được 40 trường nghề đạt chuẩn chất lượng cao để góp phần đưa bằng cấp nghề Việt Nam được công nhận không chỉ trong khu vực mà còn cả quốc tế, tạo điều kiện cho lao động có đủ năng lực để làm việc trong nhiều môi trường khác nhau. Việc ứng dụng tự động hóa được xem là những bước đi cần thiết trong việc nâng chuẩn đào tạo nghề trong giai đoạn hiện nay.